Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của thêm một diễn viên nhóm SPM, cô nàng chuyên đóng vai phản diện Ma Ngọc Chi nhé. Ma Ngọc Chi, vai phản diện bị ghét nhất series phim Chủ tịch, từng từ chối cơ hội đóng vai Bảo Hân để tập trung học và cực thích kiếm tiền. Là diễn viên phụ trách những nhân vật phản diện đanh đá, ngoan ngoắt nhất, tính cách ngoài đời của Ma Ngọc Chi lại trái ngược hoàn toàn, tương tự, lạc quan và rất tình cảm với gia đình nhé. Tính cách lạc quan là chìa khóa trong cuộc sống. Nếu là fan ruột của chuỗi phim do SVM sản xuất, có lẽ Ma Ngọc Chi không phải là cái tên xa lạ với bạn. Còn nếu chưa biết về Chi và đang muốn tìm hiểu xem cô này có gì hay ho thế, thì chắc chắn bạn nên ghé qua các vlog trên kênh YouTube của Chi trước khi xem phim Chi đóng. Vì xem phim sẽ dễ ghét cô nàng lắm đấy. Thời điểm mới tham gia diễn xuất, Chi nổi lên nhờ vai NV xinh xắn, ngọt ngào, chính trực của series phim Thanh Xuân Người Ở Bên Khi Tôi 16 giây. Nhờ hiệu ứng của bộ phim này mà Chi được mời thử sức ở nhiều phim truyền hình, trong đó có vai Bảo Hân đình đám của Về Nhà Đi Con. Lúc đó, Ma Ngọc Chi muốn tập trung vào chương trình học nên từ chối tất cả vai diễn, đó cũng là điều khiến cô nàng tiếc nuối mãi. Sau này, Chi định hướng lại con đường sự nghiệp và quyết định đi diễn lại. Từ đó đến nay, cô tập trung diễn cho các series phim của SVM và chuyên thủ vai phản diện. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, có nét trẻ con nhưng Chi vào vai ác quá đạt đi. Bởi thế, không ngạc nhiên khi cô nàng thường xuyên đọc được những comment tiêu cực về mình. Nhiều khán giả họ nhập tâm vào tình tiết của phim quá, họ không biết rằng mình không phải người lên lời thoại đó. Cứ xem xong một tập phim là họ soạn tin chửi mình thậm tệ. Rất may mắn, Chi không tốn quá nhiều thời gian để buồn bã, ủ rũ trước những lời chửi bới. Mình mất đâu đấy khoảng một tuần để vượt qua các bình luận tiêu cực, Chi cười tít mắt. Trong suy nghĩ lạc quan của cô nàng, phần lớn bình luận đều nhắm vào nhân vật mà cô thủ vai. Hẳn là vai diễn rất đạt thì người ta mới ghét đến mức phải viết ra những lời như thế. Thế là cô gái tương tự ấy lại yêu đời và tìm thấy niềm tin ở bản thân mình. Năng lượng tích cực của Chi lan tỏa tới cả những đồng nghiệp xung quanh cô nàng. Trong SVM, Ma Ngọc Chi được mọi người âu yếm gọi là cây hài. Dù mệt mỏi cỡ nào, Chi vẫn có thể pha trò nghịch ngợm, làm người khác bật cười vì những hành động quậy không giống ai của mình. Ngày nào Chi không đi làm là ngày đó SVM im ắng lạ thường, khác hẳn những ngày cô nàng có mặt tại văn phòng. Tiếng cười đùa, tranh cãi đôi khi rộn ràng lên mỗi nơi Chi xuất hiện. Nét tính cách đặc biệt này có thể thấy rất rõ ràng qua những vlog đời sống trên kênh YouTube của cô. Thích kiếm tiền nhưng không muốn kiếm được nhiều tiền quá, cái gì quá cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Mục tiêu tài chính của Chi rất đơn giản, đủ để bản thân vui vẻ. Ngưỡng đủ đối với Chi là không phải lo lắng về tiền. Có thể nói là thoải mái, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, mỗi tháng đi du lịch một lần, tối nào cũng có phim để cày. Xa hơn là đủ để lo được cho em trai. Em trai Chi mới học lớp 10 và cô nàng đã ấp ủ dự định tương lai cho hai chị em từ rất lâu rồi. Mình hy vọng khoảng thời gian em học đại học, mình phải là người lo tất cả mọi thứ cho em và đương nhiên là em sẽ sống cùng mình. Tuy đôi lúc dễ dãi, không kén chọn với chính mình trong nhiều vấn đề, vậy nên khá bất ngờ khi Chi chia sẻ về mối bận tâm đặc biệt của cô nàng với em trai. Chi tuyệt nhiên kỵ tính khi nhắc đến em. Một mẫu chị gái mơ ước trong truyền thuyết mà người em nào cũng mong có được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.